Chào mọi người, mời mọi người cùng mình khám phá tiếp đường Trường Sơn Đông, đoạn từ quốc lộ 26 Madarak đi Giang Mau, huyện Krông Bông, Đắk Lắk. Đây là đoạn gần như ít được chia sẻ nhất trên tất cả các đoạn của đường Trường Sơn Đông. Liệu đoạn này có những khuất tắc gì mà mọi người không khám phá? Mời mọi người theo chân mình để giải đáp câu hỏi này nhé. Video này được quay đúng ngày mùng 2 tháng 9, ngày lễ Quốc Khánh. Ngày mà tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, đi chơi, đi thăm bạn bè, những người thân. Còn mình thì tranh thủ khoảng thời gian này để khám phá những đoạn tiếp theo của đường Trường Sơn Đông, những đoạn mà mình chưa có dịp khám phá. Lúc đầu mình định làm đoạn Trường Sơn Đông này gói gọn trong một video, nhưng do chuyến đi này tạo cho mình quá nhiều cảm xúc lẫn lộn, từ hớn hở đến lo lắng, có lúc phải méo mặt muốn bỏ cuộc, nhưng tự an ủi mình hãy cố gắng lên. Là chuyến đi có thành công hay không, mời mọi người xem clip thứ nhất của mình nhé. Đây, mình đang di chuyển trên quốc lộ 26. Nếu đi thêm 2 km nữa sẽ đến thị trấn Madarak. Xa hơn nữa là đèo Madarak, đèo Phượng Hoàng. Tiếp đến là Ninh Hòa, Nha Trang. Nếu rẽ trái thì đi Tuy Hòa qua đường Trường Sơn Đông, mà mình đã có clip về đường Trường Sơn Đông này. Giờ mình rẽ phải để đi vào đường Trường Sơn Đông đoạn tiếp theo. Rẽ phải vào đường Trường Sơn Đông. Đoạn đường Trường Sơn Đông này cắt qua quốc lộ 26 thì băng ngang qua luôn. Đi thẳng Giang Mau. Cầu Mờ Năng. Giang Mau 69 km. Cầu E Tờ Lưu Mộc. Trên đường Trường Sơn Đông này có 2 đoạn cắt ngang qua, có 3 đoạn. 3 đoạn cắt ngang qua quốc lộ mà không phải nhập chung vào quốc lộ. Đó là đoạn ngã tư xã Hiếu,
Đoạn thứ hai là chỗ gặp pylon. Đoạn thứ hai là chỗ quốc lộ 19 Gia Lai giao với trường Sơn Đông. Và đoạn thứ ba là quốc lộ 26 đường trường Sơn Đông giao với quốc lộ 26. Ba đoạn đó là không nhập chung vào quốc lộ. Cho nên là đi thẳng luôn, khỏi tìm kiếm lại. Mình biết đoạn vào Giang Mau này rất có thể gặp nhiều khó khăn vì tuyến đường đang trong quá trình hoàn thành. Có thể đất đá còn nhiều, đường xấu. Trường Sơn Đông km 521. Đoạn này thì dân cư nhiều, người Kinh ở xen kẽ với người đồng bào. Đây hay, đây bên đường nhà đồng bào với nhà người Kinh xen kẽ với nhau. Còn có đoàn kết hay không thì mình không biết. Đây là mô hình nhà đồng bào ở cái vùng này đây. Thường thường là cái kiến trúc là do nhà nước họ vạch ra. Giờ khoảng gần 7 giờ. Vào Giang Mau cũng nắng mưa thất thường lắm. Km 525.
Trường Sơn Đông. Hôm nay ngày lễ 2 tháng 9, tranh thủ lúc lạnh rỗi mình đi lại Trường Sơn Đông, khám phá Trường Sơn Đông, đi về trong ngày. Nhà mình cách vị trí này khoảng 70-80 km gì đó. Đây vắng nhà rồi, đồi núi nhiều. Trường Sơn Đông km 528. Giờ 7 giờ rồi mà sương quá trời luôn. Km 529 Trường Sơn Đông. Cầu km 528. Nghĩa là hắn lấy cầu nạn lấy theo tên cột mốc. Cột cây số mình cứ quen nó cột mốc thôi, cột mốc nó khác cột cây số.
Phía bên trái mình là trụ sở của xã Cà Rông Á, huyện Madrak, tỉnh Đắk Lắk. Bên trái đây tiếp là trường trung học cơ sở Phan Đình Phùng. Tiếp đến là trường mẫu giáo Hoa Đào. Cũng giống như đoạn bên sông Hinh, đoạn này người ta trồng mía cũng nhiều. Đây, bên trái mình toàn mía không, bên phải là sắn. Rồi giờ hai bên đều là mía. Ở đây mà nó lủng lốp xe lấy ai đâu vá rồi. Thế nha. Đây gỗ họ tập kết về họ làm giấy đây. Xay nhuyễn ra làm giấy. Ủa chỗ này sao cũng cũng giống như cái đoạn chỗ này nó giống cái đoạn chỗ ngã tư Hiếu đến quốc lộ 19 này, sân bay Dạ Chiến. Nhưng đây cũng dơ hơn, cái đồ rộng hình như cũng không bằng. Chắc là sân bay Dạ Chiến đây. Vì đường Trường Sơn Đông là đường dự án của quân đội mà. Một làng, hai làng, ba làng, bốn làng, năm làng, sáu làng xe. Mình đo coi thử có dài bằng cái bên kia không. Đây mình giờ là km, anh đây giờ là 74 75 á 79 là 75 á. Cái sân bay Dạ Chiến bên kia, bên chỗ Gia Lai á, thì là 3 cây đó, mà không biết đây bao nhiêu, để đo thử. Đoạn này nằm ở km 533.
Madarak này cũng là vị trí chiến lược trước năm 75 đây. Nhưng phân bò, phân rau nhiều quá, rác. Bao cây rồi đó. Km 534 đường Sơn Đông. Hơn gần 8 giờ rồi mà sương ghê luôn á. Không biết vô video cũng có mờ không biết. Hai cây rồi. Có thử bằng bên kia không? Đường Sơn Đông km 535. Tưởng con trâu màu rắn nha, té mô đất, nó dính đất rắn. Cũng ba cây như bên kia. Ba cây. Đó, đúng rồi đấy. Sân bay giả chiến thì mình nghi nữa thôi chứ không biết có đúng không. Ồ, đường đây đất không à, chắc xe rồi không mang đất tới, giống như đường đất rồi đó trời, có dễ đi không. Đoạn này đường đất. Đường đất rồi. Đâu có không biết có kéo dài, không biết kéo dài là chết luôn á.
đang thi công. Không cho đi thì sao, không chắn ngang nữa này. Chắn không cho ô tô đi chứ xe máy chắc đi được nha. Chắc không cho ô tô đi vào á. Đi sâu vô trong nó đi được không anh? Ừ. Đi sâu vô trong Giang Mau đi được không? Sợ đi không được cái lao quay lại. Mình cũng không biết đoạn này làm mới hay là đang sửa chữa, không biết. Làm mới chứ không phải sửa chữa. Nhưng mức độ như thế này thì đi Honda được, đừng mưa là được. Vậy là còn nhiều chứ. Mình nghe nói còn chỉ có cái hầm thôi. Còn cái hầm là chưa thông không, mà té ra chỗ này thì cũng đâu đã làm. Chỗ này đâu đã làm. Hy vọng cứ như thế này biết thì đi cũng được. Cứ thử đi. Có vấn đề gì đâu. Cứ còn đi được là cứ đi. Đi sau vô đi được không? Đi vào được, đi được. Đường sạch rồi. Đường lên anh ạ. Vô trong đi được chứ hả? Giờ đây còn cây số rồi chị cũng đi hết rồi. Không.
cõi cầu cũng đang làm bên kia. Chuyến đi này chắc có thể bầm dập nhưng mà thôi kệ. Trời dốc. Chỗ này chắc nó phải lấy bớt đất chứ không. Ồ, tới đây rồi, khỏe rồi, có đường rồi. Đoạn này chưa làm, đoạn kia làm rồi. Đoạn này mới làm. Cầu C15 km 538 cộng 700 Trường Sơn Đông. Rồi, chỉ có đoạn đó khoảng 3 cây số. Mọi việc diễn ra có như mong đợi hay không? Mời mọi người tiếp tục xem những đoạn tiếp theo nhé. Giờ mình dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.